Chào các bạn, hôm nay Trung sẽ làm một clip nói về cái cập nhật cái firmware cho con Playcam Mini 3 Pro. Tiên thì mình khởi động tay RC, khởi động cái Playcam. Quá trình khởi động webcam thì cái tên đèn tín hiệu nó sẽ là màu đỏ, khi nào mà khởi động xong nó sẽ chuyển qua trạng thái màu xanh là chết như thế này. Màu xanh chết. Rồi mình sẽ kết nối wifi trước nha các bạn. Rồi mình sẽ kết nối cái wifi ở nhà mình nha các bạn. Cái này mình kết nối rồi. Rồi mình sẽ dùng một ba chấm. Rồi mình chọn cái mục là Array Firmware cho cái con Playcam, xong mình chọn là Update. Cái này là mình đang đợi quá trình nó tải về, nó download xong. Tổng dung lượng của nó là 212,67 MB thôi. Rồi nó đang cài đặt Instant luôn. Cái này nó tải xong rồi nó sẽ cập nhật trên cái cài đặt ứng dụng, rồi nó cập nhật vô cái Playcam luôn rồi. Đang cài đặt. Trong quá trình cài đặt thì các bạn nhớ là không có được thoát cái Playcam với tai kết nối như vậy, và không được tắt nguồn luôn, để trong quá trình nó cập nhật thì nó chạy cho nó đúng. Nó quá trình update firmware đã successful, nó kêu mình là khởi động lại cái thiết bị để nó sẽ hoàn tất quá trình cập nhật cái phiên bản mới cho con Playcam của mình đó các bạn. Bị đang khởi động lại. Sẽ test thử nha các bạn. Check commit. Ok. Mọi thứ đã sẵn sàng để hành trình một chuyến bay. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn của Trung.